Các bạn đang nghe truyện độc tu của tác giả Thủy Đạo Bất Cô trên kênh TV Audio CV. Chương 15, không có cơ hội cầu xin tha thứ. Xin hỏi tộc trưởng đại nhân, nếu đồng tham thật sự bị tiết lộ, hơn nữa chúng ta còn bị đại sư huynh đồng môn bức bắt, có thể dân đồng tham ra lấy an toàn tánh mạng tạm thời hay không? Lý Thủy Đạo nhẹ giọng hỏi. Ngươi làm như vậy, con đường ngươi đi cũng theo đó mà đoạn tuyệt. Người còn lại lập tức bày ra vẻ mặt kinh ngạc nói. Nhóm đồng tộc nghe thế, cũng lập tức lên tiếng, có người ném qua ánh mắt khinh thường, có người còn trực tiếp trào phúng, đúng vậy. Người ta vừa bức bách, ngươi đã dâng ra đồng tham, quốc ức như thế, còn tu tiên cái gì nữa? Trở về làm ruộng còn có thể sống được lâu hơn một chút. Đúng vậy, đúng vậy, sao lại không có lấy một chút huyết tính nào như thế, nếu thực sự có người làm như vậy, trở về nói cho chúng ta biết, tộc nhân lý gia chúng ta liều mạng với ngươi, đúng. Không giết chết loại ác bá kia không được mà. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảm quần chúng đầy kích động phẫn nộ, tộc nhân Lý gia đều lộ ra gương mặt dữ tợn, trong miệng hô đánh gọi giết. Tới lúc này, Lý Thủy Đạo mới giật mình hiểu ra bản thân vừa hỏi một vấn đề ngốc nghếch. Hắn chính là tộc nhân của Lý gia, người thuộc gia tộc tu tiên, nếu người khác thật sự muốn lấy đồng tham của hắn nhất định sẽ giết người diệt khẩu, sao có thể thả cho hắn một con đường sống, căn bản là không có khả năng bởi vậy, cầu xin tha thứ cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Lý Hải mặt nhất tay ra hiệu cho mọi người im lặng lại, sau đó cười khúc khích nói, tính cách co được giảng được của ngươi cũng không tồi, nhưng phải nhớ rằng một khi đồng tham hủy, con đường trước mắt cũng bị chặt đứt luôn, ngươi đừng nghĩ tới chuyện tìm thêm đồng tham. Đến tận lúc này, ngươi còn cho rằng chỉ cần là người, có thể một lần nữa bước vào ngũ độc cuộc sao. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngay hiện giờ, ngươi lại đi ngủ độc cuộc thêm một lần nữa, lập tức sẽ bạo cuộc chết không có chỗ chôn. Mà hiện tại trên người ngươi chẳng có lấy một điểm pháp lực nào, càng không có lấy một chút thần thông đạo thuật nào, ngươi có bản lĩnh ra ngoài giả ngoại bắt giữ một con bích ngọc thiềm thừa cấp bậc yêu thú hay không, Lý Thủy Đạo lập tức ôm quyền nói, vãn bối biết sai rồi. Các huynh đệ, các ngươi phải nhớ lấy, tuyệt đối đừng dễ dàng bại lộ đồng tham của chính mình, trừ phi các ngươi đã trở thành cao thủ địa bản, có được đủ lực lượng tự bảo vệ mình nơi này không phải gia tộc không ai có thể vô điều kiện mà đối xử tốt với các ngươi đâu cho nên phải nhớ tâm tư kính kẻ hơn một chút nhìn xa hơn một chút làm như vậy mới có thể sống được lâu dài cũng may khoác y hát bào của ngũ độc này môn không chỉ rộng lớn đủ để ẩn giấu trùng độc còn có thể ngăn cách khí tức của trùng độc chỉ cần các ngươi giấu đồng tham ở trong đó người lòng mang địch ý căn bản không phân biệt được giống nòi của đồng tham trong tay các ngươi đâu hôm sau một con bạch hạt cực lớn buông xuống đăng tiên đài ngay sau đó một vị nam tử phong thần tuấn lãng từ trên lưng bạch hạt bước dưới xuống dưới người này đúng là đồ đệ đứng đầu của ngũ độc môn kim diện lan quân nhâm ký xuyên mấy vị tu sĩ trên đăng tiên đài lập tức lao đến vây quanh đối phương đây là ngọc lệnh của sư tôn ta người muốn ta đặc biệt đến chọn lựa hai đệ tử làm việc vặt mọi người lập tức tiếp nhận ngọc lệnh do nhâm ký xuyên đưa tới rồi xem xét cẩn thận. Sư tôn ta đã tiêu hao 200 công huân cho chuyện này, trên ngọc phù có ghi chép rành mạch. Nhâm ký xuyên nói, dựa theo môn quy, chỉ cần 100 công huân là có thể mua được một đệ tử thông linh cảnh sơ kỳ, để cho hắn làm việc vặt cho mình. Hóa ra là người của kim diện lan quân, chúng ta thất lễ. Một vị tu sĩ lớn tuổi hơn một chút vội vàng không người nói. Lý Gia vừa đưa tới mười mấy tu sĩ mới lên chức, bọn họ đều đang ở đằng sau. Nhóm tu sĩ canh giữ đăng tiên đài lập tức báo cho Nhâm Ký Xuyên biết. Nhâm Ký Xuyên nghe xong lập tức mừng rỡ nói, vậy đến hỏi bọn họ xem, trong đám người kia có ai biết chăm sóc linh thảo hay không đi. Rất nhanh, một tu sĩ mặt tròn đã tiến lên bẩm báo, các đệ tử Lý Gia đều biết chăm sóc linh thảo, thậm chí còn biết luyện chế đang dược thông linh cảnh sơ kỳ. Nhậm sư huynh, những người này đều là tu sĩ xuất thân từ gia tộc căn bản không cần dạy dỗ nhiều dùng rất tốt vậy sao vậy ta sẽ theo ý các ngươi mà chọn lựa hai người vậy nhâm ký xuyên đưa mắt nhìn danh sách lập tức chọn lựa hai cái tên trước lý thủy lãng lý thủy đạo đi gọi hai người kia đến đây cho ta xem thử được một đệ tử đang đứng bên cạnh lập tức lên tiếng trả lời rồi nhanh chóng bước đi không bao lâu sau người nọ đã mang về hai thiếu niên. Bọn họ đều mặc áo bào đen rộng, hoặc nhìn đã thấy mày kiếm mắt sáng, cực kỳ tuấn lãng. Nhâm ký xuyên vừa lòng gật gật đầu, hai người các ngươi tên là gì, tại hạ lý thủy lãng, ra mắt nhậm tiền bối. Một thiếu niên hơi cao hơn một chút tiến lên chắp tay nói. Một người khác hơi gầy yếu hơn cũng đi theo hành lễ nói, tại hạ lý thủy đạo. Ừm. Nhâm ký xuyên lại hỏi, các ngươi có biết nên làm như thế nào để chăm sóc lạc quỳ thảo không? Lý Thủy lãng nhướng mày, lạc quỳ thảo, cái tên này gã còn chưa nghe nói qua, làm sao biết cách chăm sóc nó? Lý Thủy đạo lại trực tiếp đáp, lạc quỳ thảo thuộc tính âm hàng, cần gieo trồng ở nơi âm u ẩm ướt, thổ nhưỡng gieo trồng càng ẩm ướt âm lãnh càng có hiệu quả tốt, nếu lấy lá mục làm thổ nhưỡng, nuôi dưỡng càng thêm hiệu quả. Ha 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 ha, không tồi, không tồi quả nhiên đệ tử do gia tộc thần một thành lý gia dạy dỗ ra không giống bình thường cứ chọn hai người bọn họ đi nhâm ký xuyên lập tức nở nụ cười rồi không keo kiệt tán dương vài tiếng tiếp theo lý thủy lãng cùng với lý thủy đạo nhanh chóng đi theo nhâm ký xuyên cùng bước lên một con hạt lớn con hạt lớn nọ bay thẳng lên trời dương cánh di chuyển trong một mảnh biển mây nhanh chóng lướt qua chỉ vẻn vẹn là một lúc sau con hạt lớn đã hạ xuống một đỉnh núi đây là một đỉnh núi rất yên tĩnh, thấp thoáng có thể nhìn thấy cây xanh chung quanh, linh khí nồng đậm. Phụ cận động phủ có 7, 8 tòa phòng ốc, mỗi một tòa phòng ốc đều được dựng độc lập, bày ra vẻ đặc sắc. Trước cửa mỗi căn đều có một chút hoa cỏ, tràn ngập sinh cơ. Ở chính giữa có một mảnh linh điền trống trải, bên trong linh điền được gieo trồng các loại linh thảo, một vị nữ tu dáng người thước tha đang ngồi trong đình viện bên ngoài linh điền, ẩm trà cùng một vị nam tử ngồi đối diện bên cạnh phòng để củi còn có một vị nam tử mặc áo xám, đang dùng búa bổ củi. Người này không mặc, khoác y hắc bào, của tu sĩ ngũ độc môn, cách ăn mặc giống hệt một phàm nhân. Không khí cả động phủ làm cho người ta cảm thấy điềm tĩnh mà thoải mái, từ phía chân trời bắt đầu bốc lên một tầng sương mù, cùng với hương khí nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, khí tức tươi mát hợp lòng người. Linh khí lượng lờ bên trong động phủ, mặt trời xuyên thấu tán lá, chiếu vào động phủ, chiếu rọi ra cảnh đẹp yên tĩnh mê người. Cảnh sắc nơi này xinh đẹp như vẻ, làm kẻ khác say mê. Nơi này đúng là như thi như họa nha. Lý Thủy Lãng không nhịn được lập tức sợ hãi than. Sư Tôn đang ẩm trà cùng tầng tiên tử bên trong linh dược viên, mời hai vị theo ta tới gặp Sư Tôn. Nhâm ký xuyên tương đối khách khí nói. Đại sư Huynh không cần đa lễ, có chuyện gì chỉ cần để ý sai phái chúng ta là được. Lý Thủy Đạo ôm quyền nói. Ba người nhanh chóng đi tới linh điền. Phải biết rằng, linh điền bên trong Độc Long lĩnh vốn không gieo trồng lương thực, tất cả những gốc cây ngọn cỏ trong này đều là linh thảo. Ở trong đình viện bên cạnh linh điền, một nam tử mặt kim bào, có thân hình cao lớn đang nói cười vui vẻ cùng một nữ tử da thịt trắng như tuyết. Người chính là sư phó của ta, Kim Diện Lan Quân, vị bên cạnh kia là sư nương Tần Ngọc Nga, các ngươi nhớ phải tôn trọng một chút nhâm ký xuyên lập tức lên tiếng nhắc nhở hai người chúng ta có biết cấp bậc lễ nghĩa lý thủy lãng nói ba người từ từ đến gần sư tôn ta đã mang đến người mà sư tôn muốn hai người này đều biết cách nuôi dưỡng linh thảo nhâm ký xuyên mang theo vẻ mặt tươi cười nói lý thủy đạo lý thủy lãng lập tức chủ động tự giới thiệu lý thủy đạo lý thủy lãng bái kiến sư tôn sư nương hai người đồng loạt quỳ xuống hành lễ, cấp bậc lễ nghĩa được bày ra tương đối tỉ mỉ, chu đáo. Kim Diện Lan Quân nhìn kỹ hai người một lát, mới lộ ra vẻ mặt vừa lòng hỏi, các ngươi từ đâu tới đây, thần một thành lý gia. Thần một thành lý gia, ta chưa từng nghe nói đến gia tộc tu tiên này, lý gia chúng ta mới đến Hắc Sơn từ 50 năm trước. Lý Thủy Đạo nói, ra vậy, khó trách ta lại không biết. Hai người các ngươi từng có kinh nghiệm trên phương diện này rồi. Kim Diện Lan Quân dò hỏi. Lý Thủy Lãng vừa định nói không có, nhưng bản thân nguyện ý đi theo sư tôn chăm chỉ học tập. Không ngờ Lý Thủy Đạo ngày thường vốn không thích nói chuyện, lại tranh nói trước, khi chúng ta còn ở bên trong gia tộc đều đảm nhiệm vai trò nuôi dưỡng quản lý linh điền, cho nên rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Lý Thủy Lãng, Kim Diện Lan Quân kia vừa nghe, gương mặt đã lộ ra vẻ cực kỳ mừng rỡ. Tốt! Vậy bổn tọa hỏi các ngươi vài câu, các ngươi có nhìn ra những linh thảo linh dược này không chuyện này lý thủy lãng lộ vẻ mặt khó xử lý thủy đạo lại trực tiếp đứng dậy lập tức đi vào bên trong linh điền chỉ vào một bụi cỏ màu xanh lá với ngoại hình thấp bé nói đây là lạc quỳ thảo trên lá cây phủ đầy những lông nhọn li ti một khi bị những sợi lông nhỏ này đâm rách làn da lập tức sẽ làm cho ý thức hỗn loạn thậm chí còn điên cuồng không khống chế được tiếp theo hắn lại đi hai bước chỉ vào một loại thực vật dạng dây leo bên trên mọc ra những đóa hoa màu phấn hồng, nói, đây là hồ thứ thảo, trên lá cây mọc ra rất nhiều gai nhọn, nếu không cẩn thận đụng vào, kể cả tu sĩ thông linh cảnh cũng trúng độc, cả người mỏi mệt, khí lực không còn. Thứ có hương vị gây mũi này chính là hạt vĩ thảo, nếu sinh sống bên cạnh loại độc thảo này thời gian dài, thân thể sẽ suy yếu, ngực nặng hụt hơi. Lý Thủy Đạo nói xong, lại vội vàng lui về phía sau vài bước. Tiếp theo, hắn đi đến bên cạnh một loại thực vật có dạng dương xỉ màu đỏ thẫm thoáng suy tư một lát mới nói đây là ô chỉ thảo bản thân nó không độc nhưng nếu ngắt xuống dưới lặng lẽ giữ lại mấy ngày phía trên phiến lá sẽ sinh ra vài viên tròn đỏ như máu đó là một loại kịch độc đây là phi độc hoa cương cường kịch độc vị hoa màu vàng ở trung tâm đoá hoa tản ra độc khí sẽ ăn mòn cảnh vật chung quanh nuôi dưỡng thứ này tương đối khó khăn đó là chướng chỉ lan mỗi ngày sẽ có một đoạn thời gian nó phóng thích chướng khí. Khí này có tác dụng thôi miên rất mạnh, đủ khả năng làm người ta ngất đi hoặc là tiến vào trạng thái ngủ đông cao độ. Trong khi tu sĩ Linh thực chăm sóc chướng chỉ lan, nếu không cẩn thận trúng chướng khí, sẽ hôn mê ngã xuống phạm vi của phi độc hoa, chỉ sợ nửa ngày sau máu thịt toàn thân đều có thể hủ hóa thành xương trắng. Lý Thủy Đạo mang vẻ mặt ngưng trọng nói. Ha 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 ha, quả nhiên ngươi không có nói dối, lão phu thật sự đã nhặt được bảo rồi. Kiên diện Lan Quân cười to chúc mừng phu quân chúc mừng phu quân mừng phu quân tìm được nhân tài tần ngọc nga đứng dậy vẻ mặt cũng lộ ra ý mừng ngày sau linh điền này sẽ giao cho hai người các ngươi quản lý ngoại trừ quản lý linh điền các ngươi không cần làm việc gì khác nữa có chút nghi vấn trong tu luyện cứ đến hỏi đại sư huynh nhâm ký xuyên của các ngươi là được đa tạ sư tôn từng kim diện lan quân thoáng có chút trầm ngâm nói linh điền vốn do ngọc nga phụ trách bởi vậy có chuyện gì hai người các ngươi có thể tới tìm nàng hỏi thăm, chỉ cần các ngươi làm tốt, vi sư tất có ban thưởng. Không dám. Chúng ta nguyện làm việc cho sư tôn, dù vượt lửa qua sông, dù máu chảy đầu rơi, cũng một mực chăm chỉ, tuyệt không có ý làm việc vì ban thưởng. Hai người lý thủy đạo cùng nhau nói. Bên trong linh điền tại động phủ của kim diện lan quân. Hai vị thiếu niên mặc khoác y hắc bào, đang cẩn thận tưới nước cho linh điền, những thứ được trồng trong này đều là linh thảo kịch độc, chỉ cần không chú ý một chút, chắc chắn sẽ gặp phải tử địa chết người. Lão đệ, làm như thế nào mà đệ hiểu được nhiều như vậy? Lý Thủy lãng hạ giọng dò hỏi. Thư đáo dụng thì phương hận thiểu, ai kêu bình thường huynh không chịu đọc sách? Lý Thủy đạo cũng nhỏ giọng trả lời. t Phương Hận Thiểu, đầy đủ là, thư đáo dụng thì Phương Hận Thiểu, sự phi kinh quá bất tri nan. Hai câu này có nghĩa là khi đến thời điểm muốn ứng dụng những điều mình từng học vào thực tế, mới hối hận vì đã đọc sách quá ít và không tự mình trải qua sẽ không biết chuyện đó rất gian nan. Không phải bình thường đệ đều theo chúng ta cùng chơi đùa ư. Ta đã từng trông thấy đệ đọc sách bao giờ đâu. Lý Thủy lãng trừng lớn trong mắt hỏi. Chuyện này, khoảng thời gian Lý Thủy đạo đọc sách chủ yếu là trong vòng 10 năm từ lúc 2 tuổi đến khi 12 tuổi. Ở thời điểm ấy, hắn đều vùi đầu vào học tập trong tàn thư các, đọc hết toàn bộ những cuốn sách linh tinh được chất đầy trong lầu một của Lý Gia. Về phần đạo pháp tu luyện của Bích Hải Môn và Ngũ Độc Môn, hắn cũng muốn đọc nhưng không tài nào trông thấy được, bởi vì bí điển tu luyện đều được giấu tại lầu hai của Tàng Thư Cát có trưởng lão của gia tộc canh giữ. Hắn chỉ là một hài tử mới đến tiểu học đương nhiên là không có tư cách đi lên. Về phần hai năm ở tu đường, chuyện Lý Thủy Đạo làm chủ yếu chính là tự hỏi, sau đó dùng 10 vạn chữ hán, cộng thêm 2 năm thời gian để miệt mài đúc kết 10 năm bản thân vùi đầu vào học tập, từ đó hiểu biết thấu triệt toàn bộ những kiến thức kia, đạt đến cảnh giới thống nhất giữa nhận thức và hành động. Cho nên Lý Thủy Lãng vốn là bạn học của hắn 2 năm, nhưng hoàn toàn không nhìn thấu được nội tình sâu cạn của Lý Thủy Đạo, cứ cho rằng hắn chỉ là một đứa hài đồng chơi cùng bọn họ, nhưng lại thích im lặng ít lời nhưng khó đoán. Trong khi hai vị thiếu niên đang bận rộn trong linh điền, thì Tần Ngọc Nga lại tỉnh tọa bên trong đình viện gần đó hai bên người nàng, một trái một phải đều có một thị nữ chừng 17, 18 tuổi, đứng hầu. Trên người Tần Ngọc Nga có một luồng năng lượng màu lục nhạt không ngừng cuốn quanh, bao vây cả thân thể nàng vào trong đó. Luồng năng lượng này bắt nguồn từ chính cơ thể của Tần Ngọc Nga, sau đó dũng mãnh phun ra bên ngoài. Đó chính là pháp lực, thứ chỉ thông linh cảnh trung kỳ trở lên mới có. Phải biết rằng từ sau khi phàm nhân đạt được đồng tham, bọn họ cũng được coi là tu sĩ, và trực tiếp đạp tới thông linh cảnh sơ kỳ rồi. Tiếp đó, theo thời gian thay đổi, tu sĩ có thể cảm ứng thiên địa linh khí, rồi hình thành nên pháp lực ở trong cơ thể. Hoàn thành được bước này sẽ tiến lên thông linh cảnh trung kỳ. Sau khi nắm giữ được pháp lực, bắt đầu tu luyện thật nhiều đạo pháp cấp 1, khiến cho khí tức trên người tiến thêm một bước mạnh mẽ, mới là thông linh cảnh hậu kỳ. Chờ đến thời điểm tu sĩ đột phá gông cùng xiền xích đạt tới dung linh cảnh, như vậy, đạo pháp mà tu sĩ tu luyện có thể dung hợp cùng thần thông của đồng tham, và khi ấy, cả đạo pháp của tu sĩ lần thần thông của đồng tham đều gia tăng uy lực lên gấp bội. Nội dung tu luyện của thông linh cảnh sơ kỳ chính là nuôi nấng đồng tham, mà đó cũng là nội dung trọng điểm mà mấy người bọn họ được học tập trong 2 năm tại tu đường. Về con đường tu luyện sau khi có được pháp lực, lại chỉ nhắc tới vô cùng sơ lược, mơ hồ, suy cho cùng, khi không có pháp lực có nói kỹ càng tỉ mỉ hơn nữa cũng vô dụng. Hai vị thiếu niên đi tới bên cạnh Tần Ngọc Nga, cung kính hành lễ nói, sư mẫu, linh điền đã tưới xong. Tần Ngọc Nga dương đôi mắt, nhìn về phía hai vị thiếu niên nói, các ngươi làm tốt lắm, Lục Kỳ nhi ngươi dẫn hai người bọn họ đi làm quen với nơi này một chút đi. Tuân mệnh phu nhân. Thị nữ tên là Lục Kỳ nói, cảm ơn sư mẫu, đa tạ Lục sư tỷ hai vị thiếu niên vô cùng cung kính nói lời cảm tạ cấp bậc lễ nghĩa đều giữ vẹn toàn không chút sơ sẩy lục kỳ nhi đi ở phía trước nàng cũng mặc áo rộng chẳng qua màu sắc của áo này không phải là màu đen mà dùng màu xanh lá làm chủ tà váy rộng lớn màu sắc tươi đẹp hoa văn đa dạng chất liệu tinh mỹ lục kỳ nhi dẫn theo hai người lý thủy đạo đi vào phòng để củi bên trong có một nam tự áo xám đang ra sức trẻ củi nơi này là phòng để củi hắn tên là Vương Thiên Kiêu, đến sớm hơn các ngươi hai năm. Hắn cùng Vương Thiên Khôn ở phòng bếp đều là những người phụ trách xử lý mấy việc vặt vảnh trong động phủ. Công việc này thường chính là bổ củi, quét dọn, giặt y phục, nấu cơm. Nếu có chuyện gì, các ngươi cứ việc phân phó hai người bọn họ đi làm là được. Lục Kỳ Nhi tùy ý nói. Không dám, không dám chào Vương Sư Huynh. Lý Thủy Đạo và Lý Thủy Lãng đồng thời hành lễ. Hừ, Vương Thiên Kiêu hừ lạnh một tiếng, vẫn tiếp tục bổ củi, giống như tất cả mọi người đều nợ gã linh tệ vậy. Họ Vương, sư đệ mới tới chào hỏi ngươi, ngươi đừng có không biết tốt xấu. Lục Kỳ Nhi chua ngoa mắng chửi. Nghe được lời nói của Lục Kỳ Nhi, rốt cuộc Vương Thiên Kiêu cũng ngừng động tác trên tay, gã ngẩng đầu, nhìn chầm chầm vào Lục Kỳ Nhi, trong mắt có phẫn nộ, có thống khổ, có giải dụa, cũng có tuyệt vọng. Hai vị sư đệ, ngày sau có việc vặt gì cần làm, cứ đến phân phó vương mổ vương thiên kiêu đã phải chịu thua nói phu nhân lại ra kim chấp lát nữa ngươi nhớ mang cái bô của nàng đi cọ sạch sẽ lục kỳ nhi lại phân phó tiểu nhân biết rồi vương thiên kiêu cung kính trả lời còn nữa lúc đun nước buổi sáng nhớ phải dùng nồi lớn cọ sạch một lần nữa lục kỳ nhi nói tiếp đã biết vương thiên kiêu vẫn cung kính mà đáp lời như trước ừm thế mới đúng. Lục Kỳ Nhi vừa lòng gật gật đầu, sau đó lại dẫn hai người Lý Thủy Đạo rời khỏi phòng để củi, chậm chập đi về phía nhà bếp. Người phụ trách nấu cơm làm việc vặt trong nhà bếp tên là Vương Thiên Khôn. Tuy Vương Thiên Khôn này phải đảm nhiệm công việc nấu nướng trong phòng bếp, nhưng đối phương lại mặc áo bào đen rộng giống hai người Lý Thủy Đạo. Bởi vậy hắn thầm suy đoán rằng, hẳn là đồng tham của Vương Thiên Khôn vẫn còn, về phần Vương Thiên Kiêu kia, rất có khả năng là đồng tham của gã mất rồi. Rõ ràng là ở trước mặt Vương Thiên Khôn, thái độ của Lục Kỳ Nhi đã trở nên khách khí hơn Vương Thiên Kiêu kia một chút, nhưng trong nội dung nàng nói chuyện, ngay cả Lý Thủy Lãng cũng có thể nhận ra, địa vị của bọn họ cao hơn Vương Thiên Khôn này không ít. Sau đó, Lục Kỳ Nhi lại dẫn hai người đi tới chỗ ở của bọn họ. Đó là một gian nhà nhỏ, rộng chừng hai mươi mấy mét vuông, hoàn cảnh xanh mát, tương đối riêng biệt, kín đáo chúng ta quét dọn một chút đi. Lý Thủy Đạo bắt đầu quét dọn phòng, trải đệm chăn. Cái kia, Lý Thủy Lãng cứ ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Huynh muốn hỏi cái gì, Lý Thủy Lãng lập tức ké sát miệng đến bên tai Lý Thủy Đạo hạ giọng thì thầm, một mảnh vườn linh thảo lớn như vậy đều quy về hai chúng ta cai quản, sợ là có thiếu một mảnh lá cây cũng không ai phát hiện ra đâu. Nghe vậy, Lý Thủy Đạo khẽ nhíu mày, sau đó dùng vẻ mặt nghiêm túc nói, Thủy Lãng Huynh từ nhỏ, chúng ta đã được dạy về lễ nghi liêm sĩ, làm sao có thể đi ăn cắp được. Huynh nên nhớ chúng ta là tộc nhân lý gia, tuyệt đối không được làm ra chuyện sĩ nhục gia môn. Ta biết Huynh chỉ muốn mau chóng nuôi nấng đồng tham, tăng lên tu vi của đồng tham, rồi nhanh nhanh đạt tới thông linh cảnh trung kỳ. Thế nhưng muốn làm thế nào cũng phải đi theo con chính đạo, chỉ cần chúng ta làm tốt, ta tin tưởng sư tôn nhất định sẽ ban thưởng cho chúng ta những linh dược kia đều là đồ của sư tôn chúng ta tuyệt đối không được đụng vào lý thủy lãng ta tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện phản bội sư tôn cho nên việc này huynh không cần phải nói nữa ta cũng khuyên huynh đừng có làm như vậy kể cả giữ trong đầu cũng tuyệt đối không được suy nghĩ loại chuyện như thế lý thủy đạo lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc mà cảnh cáo đối phương trên thực tế lý thủy đạo nói như vậy cũng không phải đang diễn trò cho người khác xem hắn thực sự muốn cảnh cáo lý thủy lãng bởi vì nếu gã mà tùy tiện hành động khẳng định sẽ gây nên hỗn loạn phải biết rằng linh thảo bị hái kể cả khi đối phương chỉ lặng yên ngắt lấy một mảnh lá cây thôi cũng có khả năng bị người khác nhìn ra manh mối linh thảo bị hái xuống một mảnh lá cây chẳng lẽ không có dấu vết phá hoại chỉ cần nhìn kỹ nhất định có thể phát hiện ra manh mối hơn nữa theo hắn thầm suy đoán nữ nhân tần ngọc nga kia vẫn đang âm thầm giám sát bọn họ bởi vậy ở thời điểm hiện tại bọn họ tuyệt đối không thể tùy tiện làm việc tuyệt đối không thể coi thường thủ đoạn của tu tiên giả ta ta đã biết rồi lý thủy lãng gật gật đầu nói thủy lãng huynh nhất định phải đặt vinh dự của gia tộc lên vị trí thứ nhất chúng ta tuyệt đối không thể phạm sai lầm được lý thủy đạo tiếp tục tận tình khuyên bảo ừm um, lý thủy lãng gật gật đầu nhưng cũng không biết cả có thật sự nghe lọt tai hay không. Lại nói, chỉ khi tu sĩ tu luyện đến cấp 2 dung linh cảnh mới có thể ít cốc, còn tu sĩ cấp 1 mỗi ngày vẫn cần ăn ba bữa cơm, ăn ngủ cốc hoa màu, đương nhiên là phải đại tiện. Cái bô mà sư mẫu Tần Ngọc Nga đã dùng, vừa được hai nha hoàng đề vào nhà xí. Phải biết rằng, sau khi cái bô được Tần Ngọc Nga sử dụng, đều phải mang đi cọ rửa thật sạch sẽ, hơn nữa, cọ rửa thôi chưa đủ, còn phải làm cho cái bô kia có lưu lại mùi hương thơm ngát và đương nhiên khi một người muốn có cuộc sống phẩm chất cao thì cần phải có người khác đến làm việc lúc này vương thiên kiêu đang mang theo vẻ mặt đáng chát như bản thân bị bóc lột thậm tệ mà cừu hận vô biên từ trong nhà vệ sinh mang cái bô ra trực tiếp đụng phải lý thủy đạo lý thủy đạo cười nói sư huynh vất vả rồi để ta làm chuyện này cho vương thiên kiêu cao mày nói lục cô nương phân phó ta đến làm nếu ta lại chuyển cho ngươi đi làm thực sự không quá thích hợp ta là sư đệ của ngươi, làm gì phải khách khí như thế? Nói nữa, ta phụ trách bón phân cho Linh Điền, kim thủy này rất thích hợp. Được rồi, vậy đa tạ. Vương Thiên Kiêu vốn không muốn làm loại chuyện cọ rửa bô này, hiện giờ có người muốn giúp cả làm, cả cầu còn không được, chỉ chối từ lấy lệ vài câu đã nhanh chóng đưa, cánh nặng, trên tay cho Lý Thủy Đạo rồi. Lý Thủy Đạo cầm cái bô nọ bằng một tay, một tay khác cầm theo cái gáo lập tức đi vào Linh Điền bên trong linh điền đều gieo trồng những loại độc thảo cực kỳ lợi hại lấy mạng người như chơi vương thiên kiêu cũng biết điều này bởi vậy chỉ dám đứng ở bên ngoài linh điền chờ đợi làm công việc này không chỉ phải đi đổ bô còn phải dùng nước cọ rửa sạch sẽ sau khi cọ rửa xong lại phải xịt nước hoa vào để lần sau khi phu nhân sử dụng nàng cũng có thể ngửi được mùi hương thơm ngát sau khi ngươi bón phân xong nhớ mang cái bô sạch sẽ vào phòng để củi tại đó ít nhất cũng phải súc rửa ba lần trong trong ngoài ngoài đều phải cọ sạch sẽ. Vương Thiên Kiêu còn lo lắng dặn dò. Lý Thủy Đạo đang bận rộn bón phân cũng lập tức chuyển hướng đề tài hỏi, "Vương sư huynh, vì sao ngươi lại không mặc áo bào đen rộng như chúng ta?" Lời vừa nói ra đã chọc thẳng vào nỗi đau của Vương Thiên Kiêu. Sắc mặt gã ửng đỏ, nhẹ giọng ho khan hai tiếng, mới giải thích, "Tại hạ quen mặc áo sợi đây, thứ này càng dễ giặt giũ hơn. Sợ rằng Vương sư huynh đã đánh mất đồng tham rồi." lý thủy đạo ngừng bón phân lập tức ngẩng đầu hai mắt như đau nhìn về phía đối phương trực tiếp hỏi vương thiên kiêu nghe vậy trong lòng kinh hãi ngươi làm sao mà ngươi biết được là lục kỳ nhi kia nói cho ngươi sao đương nhiên không ai nói cho lý thủy đạo biết cả hắn chỉ suy đoán mà thôi vừa biết được suy đoán của mình là chính xác hắn lại tiếp tục hỏi ngươi đánh mất nó như thế nào buổi tối ta thả nó đi ăn mũi kết quả là một đi không trở lại ngươi không ở bên cạnh quan sát nó sao lý thủy đạo dò hỏi đương nhiên là có nhìn thấy nó chính là mệnh căn tu luyện của ta cơ mà nhưng lúc ấy ta cũng không biết vì sao lại tự dưng hôn mê bất tỉnh là có người hạ độc thủ với ta nhưng ta không biết là ai làm lý thủy đạo cười cười tiếp tục hỏi muốn biết là ai động thủ không khó đồng tham của vương sư huynh là con gì con cốc con cốc sao vẻ mặt lý thủy đạo lập tức trở nên ngưng trọng đồng tham của hắn cũng là con cóc ngũ hành thủy sinh một một độc đối ứng với con rết thủy độc đối ứng với con cóc như vậy đồng tham của người ra tay phải là con rết là đại sư huynh nhâm ký xuyên hay là sư mẫu tần ngọc nga đây đúng là đáng tiếc chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi lý thủy đạo tiếp tục hỏi hai năm trước à vậy hai năm trước trong nhóm đệ tử của sư tôn có ai bỗng nhiên đột phá hay không? Lý Thủy Đạo tiếp tục dò hỏi. Ta không biết. Vương Thiên Kiêu lắc lắc đầu nói. Ừm, Vương Sư Huynh, ta đổ xong kim chất rồi, trả bô lại cho ngươi đó. Lý Thủy Đạo nhanh chóng đưa cái thùng trên tay cho Vương Thiên Kiêu. Vương Thiên Kiêu, ách, ngươi không cọ nó sao, ta có nói mình sẽ cọ cái bô đấy đâu, ta chỉ muốn bón phân thôi. Vương Thiên Kiêu chờ đến khi Lý Thủy Đạo quay về chỗ ở, lại nhìn thấy Lý Thủy Lãng đang ngồi sổn phía trước một cái vải đá lớn, dùng ngón tay không ngừng khu khu khoáng khoáng. bên trong cái vải đá lớn kia mọc đầy rêu xanh, vốn dĩ không hề có nước, nhưng hiện giờ đã bị đổ đầy nước vào. vải đá được đổ đầy nước đương nhiên sẽ sinh ra rùi mũi, mấy con côn trùng nhỏ này có thể dùng làm thức ăn cho đồng tham. Lý Thủy Đạo ghé sát vào nhìn, lập tức bắt lên một con ốc sên con ốc sên nhỏ nọ vừa vặn rơi vào cổ tay áo, đã bị một cái kìm sắt, cắp đi. Lý Thủy Đạo, Huynh đang làm cái gì vậy, đã vài ngày rồi đồng tham của ta chưa được ăn cái gì, ta muốn cho nó ăn. Lý Thủy Lãng giải thích. Đồng tham chính là yêu trùng cấp 1, dù mấy tháng không ăn không uống, chúng nó cũng sẽ không chết. Mấy con ốc sên bình thường này chẳng có một chút dinh dưỡng nào cả, Huynh cho nó ăn nhiều như vậy, không sợ nó sẽ đại tiện đầy trong ống tay áo của huynh sao?" Lý Thủy Đạo nhỏ giọng hỏi. "Thế còn tốt hơn là đói chết. Vậy tùy huynh thôi, nhưng mà huynh cho nó ăn côn trùng cũng phải cẩn thận chú ý một chút nhé. Huynh có biết lúc trước Vương Thiên Kiêu kia từng thả con cóc của mình ra ngoài ăn mũi, kết quả là hắn bị người ta đánh ngất rồi cướp mất đồng tham đó." Lý Thủy Đạo hạ giọng nói. "Con cóc Nói vậy chẳng phải đệ cũng rất nguy hiểm hay sao?" Lý Thủy Lãng kinh hoàng nói. "Đúng vậy, con thằng lằn của ta cũng rất nguy hiểm." Lý Thủy Đạo bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nói. "Thằng lằn, ừm, thằng lằn, chúng ta chính là đồng tộc, cho nên bí mật này huynh tuyệt đối không thể nói ra ngoài đâu." Lý Thủy Đạo lại nhấn mạnh thêm. Trong mắt Lý Thủy Lãng vừa chuyển, lập tức phản ứng lại, rồi gật đầu thật mạnh nói, "Ta hiểu rồi." Lý Thủy Đạo gật gật đầu, hết thảy đều không nói thêm gì nữa. Mấy ngày kế tiếp đều gió êm sóng lặng, hai huynh đệ Lý Gia thành thành thật thật, giữ đúng khuôn phép, im lặng dung nhập vào cuộc sống bên trong động phủ của Kim Diện Lan Quân. Trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ đều không hề gặp lại Kim Diện Lan Quân và Đại sư Huynh Nhâm Ký Xuyên, ngày thường cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng của năm người bao gồm sư mẫu Tần Ngọc Nga, Đại Nha Hoàng Tương Tuyết, Nhị Nha Hoàng Lục Kỳ Nhi, Vương Thiên Kiêu ở phòng để củi và Vương Thiên Khôn ở phòng bếp mà thôi. Cứ như vậy, hai người Lý Thủy Đạo, Lý Thủy Lãng chuyên tâm phụ trách Linh Điền, đồng thời cũng không buông lỏng quá trình tu luyện. Ở tu đường 2 năm, Lý Thiên Lương đã sớm chỉ dạy cho nhóm tộc nhân Lý Gia bọn họ về quá trình tu luyện sau khi đạt được đồng tham rồi. Mỗi ngày, bọn họ chỉ cần tĩnh tọa chừng nửa canh giờ, dùng một môn tâm pháp cảm ứng đồng tham cực kỳ đơn giản, thúc đẩy cho đồng tham mau chóng sinh ra các loại thần thông. Đó là quá trình tu luyện của thông linh cảnh sơ kỳ. Bọn họ sẽ duy trì quá trình tu luyện như vậy cho đến khi ở bên trong kinh mạch diễn sinh ra pháp lực, là đạt tới thông linh cảnh trung kỳ. Ước chừng non nửa tháng sau, Lý Thủy lãng quan sát thứ gì đó trên đầu ngón trỏ của mình, vẻ mặt đầy mừng rỡ. Ta luyện ra rồi, rốt cuộc ta cũng luyện ra rồi gã hưng phấn chạy về phía lý thủy đạo cho hắn xem thành quả tu luyện nửa tháng qua của mình chỉ thấy ở phía trên đầu ngón tay của gã có một dọc mồ hôi trong suốt long lanh nhưng trên thực tế thứ này vốn không phải mồ hôi mà là độc dịch trải qua non nửa nguyệt tu luyện rốt cuộc lý thủy lãng đã thành công đạt được môn bản mạng thần thông thứ nhất hạt độc ngày sau chỉ cần gã quét đầu ngón tay của mình xuống cũng có thể hạ độc người ta gần như sau khi mỗi một tu sĩ của ngũ độc môn đạt được đồng tham bọn họ đều có thể nắm giữ môn độc dịch thần thông này trong khoảng thời gian cực ngắn đây cũng là môn thần thông thứ nhất mà nhóm tu sĩ ngũ độc môn có thể nắm giữ kế tiếp ta có thể luyện phi đao rồi dựa vào cái châm độc phía sau của bọ cạp chỉ cần ta luyện thành phi đao chi thuật thì kẻ nào dám chọc ta ta sẽ tiện tay dùng độc châm xuất thủ đến lúc đó sẽ không sợ bị người khác bắt nạt rồi lý thủy lãng có vẻ cực kỳ kích động thậm chí còn kích động đến mức để lộ ra đồng tham của mình theo tình huống bình thường, khi lấy bọ cạp độc làm đồng tham, tu sĩ có thể đạt được môn thần thông thứ hai, đó là gia tăng trên diện rộng tỷ lệ bắn trúng của phi châm, phi đao, ám khí, đương nhiên muốn thức tỉnh loại thần thông này cũng cần thời gian dài luyện tập. Cũng may, Lý Thủy Lãng là linh thực sự, bởi vậy mỗi ngày chỉ cần tưới nước, bón phân là xong, vẫn có rất nhiều thời gian dành cho tu luyện. Chỉ cần luyện thành phân thủy chi thuật, Lý Thủy Lãng cũng dám báo danh tham gia thí luyện do tông môn tổ chức. Phân thủy, thuật phân chia mũi tên. Phải biết rằng, sau khi đã gia nhập vào ngũ độc môn, muốn đạt được tài nguyên tu luyện chỉ có duy nhất hai con đường, một là dựa vào sư tôn ban cho, hai là tự bản thân vượt qua thí luyện. Ngũ độc môn vốn là ma môn, đương nhiên khích lệ thí luyện, ủng hộ giết chóc. Nếu không có linh vật nuôi nấng đồng tham, ít nhất cũng phải mất đến 5 năm thời gian, Lý Thủy Lãng mới đủ khả năng tiến vào thông linh cảnh trung kỳ. Ngược lại, nếu có đủ linh vật nuôi nấng, khoảng thời gian ấy sẽ bị rút ngắn lại rất nhiều, thậm chí chỉ cần 2 năm là đủ rồi. Lão đệ, ta đã nói rồi, đệ nên đi bắt vài con ốc sên cho đồng tham của mình ăn đi, đồng tham của đệ đã đói bụng hơn nửa tháng nay rồi, một hạt gạo cũng không có, chẳng có gì bỏ vào miệng, làm sao nó vui vẻ sinh động nổi. Nó không có sức sống, làm sao đệ có thể gia tăng thực lực của mình? Để xem ta đã đạt được độc dịch thần thông kế tiếp ta sẽ luyện đệ nhị thần thông, phi đao thêm nọc độc, trực tiếp hình thành chiến lực rồi. Lý Thủy Lãng lại bày ra vẻ mặt hưng phấn nói. Lý Thủy Đạo nhàn nhạt cười cười. Trên thực tế, từ 10 ngày trước, hắn cũng đạt được độc dịch thần thông rồi, chỉ một mực không nói ra thôi. Từ nhỏ, hắn vẫn luôn khiêm tốn, thu mình, đã sớm hình thành thói quen, muốn sửa cũng khó mà sửa được. Lý Thủy Đạo rơi vào một thoáng trầm ngâm, sau đó mới cười nói, kỳ thật ta cũng đạt được độc dịch thần thông rồi vừa nãy cũng đang chuẩn bị nói cho huynh nghe hả vậy tốt quá rồi lý thủy lãng lộ vẻ mặt mừng rỡ nói ừm chắc hẳn đệ cũng chuẩn bị tu luyện đệ nhị thần thông của mình rồi đệ dự tính luyện nó như thế nào vậy ta còn nhớ dựa theo cách nói của thiên lương đại phu hẳn là đệ nên ngâm mình trong nước mới có thể thức tỉnh thủy tức chi thuật nói đến đây ta mới nhớ kỳ thật trong viện của chúng ta vẫn còn một cái vại to nữa, để muốn đi vào ngâm hay không? Lý Thủy Lãng vỗ vỗ cái vại lớn bên người. Lý Thủy Đạo nhăn nhó, Lý Thủy Lãng này quá mức tùy tiện mà. Tuy trong viện chỉ có hai người bọn họ, nhưng nếu ngoài sân có người, đối phương lại có tâm nghe trộm, chỉ sợ đã đoán ra đồng tham của hắn chính là con cốc rồi. Cẩn thận tai vách mạch rừng. Lý Thủy Đạo bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Làm sao có thể? trong khoảng thời gian này bọn họ đều đang bận rộn mà trải qua nửa tháng thời gian lý thủy lãng đã sớm lăn lộn thành quen rồi không còn thần hồn nát thần tính như lúc trước nữa đương nhiên điểm mấu chốt nhất đồng tham của gã vốn là bò cạp mà không phải con cóc mấy ngày nay gã đều trực tiếp thả bò cạp của mình ra ngoài để cho nó tự đi kiếm ăn mà không phải dùng ngón tay đi bắt ốc sên giống như lúc trước nữa theo lý thủy lãng suy nghĩ chỉ cần gã không huênh hoang khoe khoang đồng tham của mình ở giai đoạn thực lực còn nhỏ yếu thì chắc hẳn lúc bình thường cũng chẳng gặp phải bao nhiêu nguy hiểm đâu đúng là ở nơi này cũng không có quá nhiều nguy hiểm nhất là hiện giờ hai người bọn họ đang phụ trách quản lý linh điền rất được kim diện lan quân coi trọng nếu bàn về địa vị bọn họ cũng không thua kém hai nha hoàng của phu nhân kia nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất cẩn thận mới có thể dùng thuyền vạn năm đương nhiên loại chuyện này vốn có liên quan mật thiết tới tính cách của con người có miễn cưỡng cũng không được lý thủy đạo lắc lắc đầu lại không nhịn được mở miệng nhắc nhở vẫn nên cẩn thận một chút là hơn cho nên khẳng định rằng ta sẽ không đi ngâm trong cái vải đá kia đâu tự ta sẽ nghĩ biện pháp đi luyện đệ nhị thần thông huynh trưởng đừng lo lắng vậy đệ nhớ phải cẩn thận đệ không dùng tới thì ta cũng không dọn cái vải đá kia nữa cứ để cho nó nuôi ruồi mũi cũng tiện cho ta nuôi trùng lý thủy lãng mang theo vẻ mặt hưng phấn nhặt hòn đá trong sân chuẩn bị luyện phi đao đông 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 bỗng nhiên cửa viện bị người gõ vang ai vậy lý thủy đạo dò hỏi là ta lục kỳ nhi đây lý thủy đạo vội vàng mở cửa viện đã thấy một nữ nha hoàng làng da trắng như tuyết mặc áo rộng màu lục đang đứng bên ngoài chỉ thấy lục kỳ nhi thản nhiên cười nói ta mang tin tức tốt đến đây, phu nhân muốn phát tiền tháng này, hai người các ngươi nhanh đi lĩnh. Đa tạ lục cô nương. Lý Thủy Đạo và Lý Thủy Lãng đều lộ ra vẻ mặt mừng rỡ nói. Hai huynh đệ lập tức đi thẳng đến gian phòng lớn nhất trong phủ. Người ở lại trong gian phòng này chính là Tần Ngọc Nga cùng hai nha hoàng của nàng. Rất nhanh, hai huynh đệ đã đến phía trước căn phòng nọ. Hai người chưa kịp tiến lên gõ cửa, đã nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh đa tạ phu nhân ban cho. Vương Thiên Khôn, tên sai vặt ở phòng bếp đã mang theo 10 viên tiền ngọc, vui rạo rực trời đi rồi. Hai người các ngươi vào đi." Phu nhân Tần Ngọc Nga nói. Lý Gia Huynh đệ tuân lệnh, lập tức không người tiến vào. "Bái kiến phu nhân." Lý thị huynh đệ ôm quyền hành lễ. Tần Ngọc Nga đưa mắt quan sát hai người bọn họ, có vẻ vừa lòng gật gật đầu. Hai người này tướng mạo đường đường lại biết cấp bậc lễ nghĩa. Nàng bình thản nói, hai người các ngươi chăm sóc linh điền cũng không dễ, bởi vậy phu quân đặc biệt phân phó ta phát lương tháng cho mỗi người 30 tiền ngọc. Đa tạ phu nhân. Lý thị huynh đệ lại chấp tay nói lời cảm tạ. Tần Ngọc Nga vẫy vẫy tay, đại nha hoàng tương tuyết bên cạnh nhanh nhẹn móc ra 30 viên tiền ngọc từ trong túi trữ vật giao cho hai người. Cách nơi này không xa có một khu chợ, cách nửa tháng mới mở một lần, vừa lúc tuyết nhi muốn qua bên đó chọn mua vài thứ cho bản cung để nàng dẫn hai người các ngươi đi tránh để các ngươi vừa nhận được tiền ngọc lại không biết nên đến nơi nào mua linh vật tần ngọc nga nhẹ giọng nói với lý thị huynh đệ lý thị huynh đệ nghe xong trong lòng mừng thầm lại nói từ lúc còn ở trong tiểu học đường bọn họ đã hiểu biết về tình hình chung của thiên nguyên tu tiên đại lục rồi cái gọi là khu chợ kia chính là một lần tụ hội ngắn ngủi của những tu tiên giả phụ cận chẳng qua loại tụ hội này có nơi cố định và thời gian cố định mà thôi. Tuy chắc chắn rằng cả về số lượng lẫn chủng loại của những thứ được bày bán trong khu chợ này không thể sánh bằng phường thị, nhưng nếu có thể tìm được đặc sản, giá cả của nó lại rẻ hơn phường thị rất nhiều. Đa tạ phu nhân. Tần Ngọc Nga khoác tay áo, nói, không cần phải khách khí, đi chuẩn bị đi, chuẩn bị đi. 15 phút sau, Lý thị huynh đệ đi theo Tương Tuyết rời khỏi động phủ. Khu chợ nọ cách nơi này khoảng 10 dặm, nếu chúng ta đi bộ sợ là cần phải mất hơn nửa canh giờ mới đến, các ngươi nhớ đi theo sát ta nhé. Tương Tuyết trực tiếp quay đầy, nói với Lý Thị Huynh Đệ. Xin Tương Tỷ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ theo sát phía sau Tỷ Tỷ. Lý Thủy Lãng vỗ ngực cam đoan nói. Không chần chừ thêm nữa, ba người bọn họ đã đi dọc theo sơn đạo, thẳng xuống phía dưới. Tương Tuyết kia di chuyển không nhanh không chậm, nhưng trong lúc đó, Làn váy của nàng lại sinh ra từng cơn gió nhẹ, vành đai gió làm tốc độ di chuyển của nàng càng lúc càng nhanh, giống như đã hóa thành một luồng tàn ảnh. Lý thị huynh đệ cắn chặt khớp hàm liều mạng đuổi theo. Có điều, hai người bọn họ còn là thiếu niên, bởi vậy suốt cả đoạn đường này, dù bọn họ đã liều mạng chạy, liều mạng lăn, thậm chí còn liều mạng nhảy nhót không ngừng, cũng không cản nổi tương tuyết. Rất nhanh sau đó, bóng dáng cương tuyết đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt hai huynh đệ rồi. Hô xích, hô xích, hai huynh đệ há miệng thở dốc từng ngụm từng ngụm, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Là thần thông. Đây tuyệt đối là đệ nhị thần thông của con rết. Lý Thủy Đạo mang theo vẻ mặt ngưng trọng nói. Đúng vậy. Hóa ra khi luyện một phong chi hành đến cảnh giới cao thâm, lại lợi hại đến thế. Môn thần thông này, đừng nói là chiến đấu, ngày thường dùng để chạy đi cũng vô cùng hữu dụng lý thủy lãng bày ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ còn có thể làm sao được nữa một đường đi theo thôi đoạn tiếp theo có đường rẻ nàng sẽ dừng lại ở đó chờ chúng ta lý thủy đạo tỏ vẻ chắc chắn nói nếu nàng không đợi thì sao chúng ta dứt khoát theo đường cũ quay về bẩm báo việc này cho phu nhân là được lý thủy lãng gật gật đầu Hai người bọn họ không chút do dự, lại tiếp tục đi theo sơn đạo một đường xuống phía dưới, rất nhanh đã đi đến đường rẽ, nhưng vẫn không nhìn thấy Tương Tuyết cô nương đã đi trước mình một bước. Tương Tuyết sư tỷ, sư tỷ, ngươi ở đâu rồi? Lý thị huynh đệ đang nghe truyện trên TV audio CV đưa mắt ngó khắp xung quanh một phen, nhưng hoàn toàn không bắt gặp bóng dáng Tương Tuyết. Thủy đạo sư đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Tương Tuyết cô nương không chờ chúng ta rồi. Lý Thủy Lãng lo lắng nói: "Vậy giữ nguyên kế hoạch quay về." Lý Thủy Đạo cực kỳ quyết đoán đáp: "Không được nha, ta còn 30 tiền ngọc, ta muốn mua linh vật nuôi nấng đồng tham, ta muốn tăng lên tu vi, sao có thể vòng về như vậy được." Vẻ mặt Lý Thủy Lãng đầy kích động nói: "Thế làm sao bây giờ? Chúng ta đâu có biết đường." Lý Thủy Đạo phản bác: "Chuyện này, nếu không chúng ta cứ tùy tiện tìm một đường để đi, không được." Lỡ như chúng ta đi đến động phủ của tiên sư khác, bị định cho cái tội dò xét động phủ của người ta, rồi bị bọn họ đánh giết cũng chẳng ai nói gì được. Lý Thủy Đạo lắc lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết phản đối. Để nói xem, có phải con cốc của Vương Thiên Kiêu kia đã bị tương sư tỉ nuốt rồi? Lý Thủy lãng dứt khoát chuyển hướng đề tài, mở miệng là buôn chuyện. Đừng đoán mò. Lý Thủy Đạo lộ ra sắc mặt nghiêm túc, khiển trách một câu. Hừ, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh từ phía sau truyền đến tương tuyết mang theo vẻ mặt âm trầm chậm rãi đi ra từ phía sau một gốc cây đại thụ tương sư tỷ sao ngươi lại ở chỗ này lý thủy lãng lập tức kinh hoảng hỏi vì sao ta không thể ở chỗ này tương tuyết khẽ cười nói ngươi ngươi vừa rồi đã nghe được những gì đương nhiên là nghe được ngươi nói bậy sau lưng ta rồi sư tỷ ngươi hiểu lầm rồi lý thủy đạo ở một bên lên tiếng giảng hòa tương tuyết liếc mắt nhìn lý thủy đạo một cái sau đó lại gắt gao nhìn chằm chằm vào lý thủy lãng một luồng năng lượng màu lục nhạt không ngừng lưu chuyển trên người nàng đây là pháp lực có nghĩa là tu vi của tương tuyết ít nhất cũng đạt tới thông linh cảnh trung kỳ dưới pháp lực áp chế trên trán lý thủy lãng đổ đầy mồ hôi không ngừng lui về phía sau xem bộ dáng hèn nhát của ngươi kìa chẳng lẽ ngươi đã quên khi ở trong trạng thái không thí luyện tu sĩ ngũ độc môn chúng ta không được tàn sát lẫn nhau nếu làm trái sẽ bị hủy bỏ tu vi ta sẽ không giết ngươi ngươi sợ cái gì tương tuyết càng tiến lại gần lý thủy lãng càng lui về phía sau đã lui tới sát gốc cây đại thụ có muốn lui cũng không lui được nữa sư sư tỷ tha mạng lý thủy lãng vội vàng cầu xin tha thứ đồng tham của ngươi là gì tương tuyết lạnh giọng hỏi ta là con bọ cạp bọ cạp vàng nha ngũ hành kim phá một, ngươi có ăn đồng tham của ta, cũng không mang lại lợi ích gì đâu, ngược lại còn có hại cho tu vi của ngươi nữa. Lý Thủy Lãng gấp muốn khóc. Sau đó, Tương Tuyết lại quay đầu nhìn về phía Lý Thủy Đạo. Tộc đệ của ta là thằng lằn, thằng lằn thuộc thổ, ngươi ăn cũng không tăng lên bao nhiêu đâu. Lý Thủy Lãng lại giải thích. Hừ. Dù đồng tham của hai người các ngươi là con cốc màu ngọc bích, bản sư tỷ cũng sẽ không ra tay ngươi thực sự cho rằng môn quy của ngũ độc môn chỉ để trang trí thôi sao? Các ngươi có biết vì sao vương thiên kiêu kia lại bị mất đồng tham của mình hay không? Tương Tuyết cười lạnh hỏi. Lý Thủy Đạo, Lý Thủy Lãng đã học tập ở tu đường 2 năm, sao có thể không biết môn quy của ngũ độc môn? Bên trên có quy định trừ khi tham gia thí luyện, còn lại đệ tử ngũ độc môn tuyệt đối không được tàn sát lẫn nhau. Nhưng quy định là chết, còn người là sống, nơi này trước không có thôn, sau không có điếm, nếu lực hấp dẫn quá lớn, khó mà nói nàng có thực sự làm gì hay không. Nếu tương tuyết biết đồng tham của Lý Thủy Đạo chính là con cốc màu ngọc bích, bảo trong lòng nàng không có ý tưởng gì mới là gặp quỷ. Dù hôm nay không động thủ, ngày mai sẽ ra tay. Dù không động thủ ngoài sáng, trong tối sẽ ra tay. Cẩn thận chút, cẩn thận chút kiểu gì cũng không có hại. Không dối gạt gì sư tỷ chúng ta có nghe Vương Thiên Kiêu nói rằng, một đêm của hai năm trước, hắn từng thả con cốc ra ngoài ăn ruồi mũi, kết quả là bản thân bị đánh ngất tại chỗ, sau khi tỉnh lại, đồng tham đã biến mất. Hắn không nhắc tới là ai đã ra tay, vì vậy, nhóm chúng ta cũng không dám tùy tiện suy đoán. Lý Thủy Đạo ở một bên cung kính nói, rất sợ chọc giận vị sư tỷ này. Hừ! Hắn nói dối, hai năm trước, Vương Thiên Kiêu kia không hài lòng khi thấy tu vi của bản thân tiến triển chậm chạp, đã nhìn chầm chầm vào linh điền của sư phó, hắn thừa dịp không người trong giữ linh điền, đã lặng lẽ ngắt lấy linh thảo do sư tôn tự tay gieo trồng, lại không ngờ bị sư tôn bắt được quả tang. Nếu sư tôn tố cáo việc này với chấp pháp đường, chẳng những tánh mạng hắn khó bảo toàn, còn làm gia tộc hổ thẹn. Vì vậy, hắn dùng mọi cách cầu xin, sư tôn cũng thương hại cho hắn, nên không tố cáo, chỉ vẻn vẹn tịch thu đi đồng tham, thật không ngờ gia hỏa còn dám nói dối. Nhưng hắn đã là một kẻ phế nhân, trong người không có đồng tham tu vi vĩnh viễn dừng lại không tiến mỗi tháng một đồng tiền ngọc cũng không kiếm được ngoại trừ bổ củi cọ bô cho linh thú đại hạt ăn cơm hắn cũng không có tác dụng gì tương tuyết cười lạnh nói nghe nói như thế lý thủy lãng lập tức cảm kích nhìn thoáng qua huynh đệ đồng tộc của mình nếu không có vị huynh đệ đồng tộc lý thủy đạo này thì với bản lĩnh của bản thân gã tuyệt đối không được nhận công việc chăm sóc linh điền cần học thức khuyên bác như vậy ngược lại, 89 phần 10 sẽ bị ném đến phòng để củi, làm bạn cùng vương thiên kiêu kia. Mặt khác cũng nhờ vị tộc đệ này có dự kiến trước, đã nghiêm cấm gã đi hái linh thảo, dù một mảnh lá cây cũng không được hái đi, nếu gã thật sự làm ra loại chuyện ấy, rồi bị sư phó kim diện lan quân hoặc là sư mẫu Tần Ngọc Nga phát hiện, hậu quả kia, chỉ cần nghĩ cũng biết là không chịu nổi rồi. Thì ra là thế, xem ra chúng ta đã bị vương sư huynh lừa gạt rồi. Lý Thủy Đạo thở dài một tiếng. Ha hả ha hả, ha ha, kỳ thật các ngươi đoán cũng đúng đó. Sau khi sư Tôn tịch thu con cóc kia, người lập tức thưởng nó cho bản sư tỷ, nếu không có linh vật ấy, chỉ sợ sư tỷ ta cũng không đột phá đến thông linh cảnh trung kỳ nhanh như vậy." Tương Tuyết lộ vẻ mặt đắc ý nói. Nói như vậy, chuyện Vương Thiên kiêu lén trộm linh thảo, có thể do nữ nhân này xui khiến hay không? Lý Thủy Đạo nuốt một ngụm nước miếng, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: đúng là không thể tưởng tượng nổi. Vương Thiên Kiêu kia lại dám làm ra loại chuyện trơ trẽn, làm người khinh bỉ như thế, Lý Mỗ thật xấu hổ khi làm bạn cùng hắn. Ngũ độc môn cũng là nơi giảng quy cũ. Phu nhân đã đặc biệt phân phó để ta dẫn bọn ngươi đến khu chợ, thì đương nhiên ta sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của hai người các ngươi. Kể cả khi hai người các ngươi có mưu đồ gây rối với bản cô nương, bản cô nương cũng sẽ đưa các ngươi an toàn trở về, đương nhiên cũng sẽ báo lại chuyện hai người các ngươi đã cho phu nhân, trách phạt ra sao sẽ do sư tôn và phu nhân định đoạt. Không dám. Dù hai người chúng ta có ăn tim gấu gan báo, cũng không dám vô lễ với sư tỷ. Hừ. Đương nhiên là hai người các ngươi không dám rồi. Tương Tuyết nói xong, lập tức vung ống tay áo, tiếp tục bước dọc theo sơn đạo xuống phía dưới, Lý Thị Huynh để liếc mắt nhìn đối phương một cái, cũng vội vàng đi theo. Nửa canh giờ sau, ba người đi vào khu chợ tại khúc công trên con sông nhỏ thuộc Độc Long Lĩnh. Nơi này chính là khu chợ. Hai mắt Lý Thủy Lãng lập tức tỏa sáng nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo phía trước, có vẻ hưng phấn vô cùng. Thật không ngờ bên trong khu chợ lại có nhiều người như vậy. Người ở nơi này còn nhiều hơn người đi chợ ở thần Mộc Thành. Lý Thủy Đạo cũng lộ vẻ mặt cảm khái nói. Nơi đây nằm tại Nam Lộc Độc Long Lĩnh, trung tuần mỗi tháng đều sẽ học chợ một ngày hai mươi chung quanh đầy có rất nhiều tu tiên động phủ bọn họ đều sẽ tụ tập tại nơi đây đến trao đổi vật tư mua sắm hôm nay đúng là ngày họp chợ đương nhiên người nhiều huyên náo nếu các ngươi đến vào lúc chợ nghỉ chỉ sợ một con chó cũng không thấy đâu tương tuyết nói xong lập tức hòa mình vào đám đông trước mặt lý thị huynh đệ cũng bắt trước đi theo tương tuyết vừa đi chợt ngừng lại quay đầu hừ lạnh một tiếng nói tới khu chợ rồi thì ai làm việc nấy đi, các ngươi theo ta làm gì, nơi đây nhiều người như vậy, lỡ như chúng ta bị lạc thì biết làm sao bây giờ. Lý Thủy lãng lộ vẻ mặt kinh hoàng hỏi. Tương Tuyết không khỏi kinh ngạc nói, hai người các ngươi là tiểu hài tử sao? Lại còn lo đi lạc, sư tỷ. dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người chúng ta đến khu chợ, lỡ như có người bắt nạt, chẳng phải đã làm mất thể diện của sư tôn sao? Lý Thủy Đạo ôm quyền nói. Yên tâm đi, Tuy nơi này là khu chợ, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi độc Long Sơn, môn quy của ngũ độc môn chúng ta sâm nghiêm, không có ai dám đi lũng đoạn thị trường đâu. Nhưng nếu lạc nhau trong này, chẳng phải chúng ta không thể cùng nhau quay về ư? Với gương mặt non nớt của hai huynh đệ chúng ta, chỉ sợ ác nhân vừa thấy đã nhìn thấu cả rồi. Chúng ta một không có thần thông rồi, hai không có thể lực, đến lúc đó, nếu phơi thay ngoài hoang dã, sư tỷ ngươi sẽ bàn giao với phu nhân như thế nào đây? Lý Thủy Đạo lại nói, Cương Tuyết nghe xong chợt cười nhạt đáp, người nói cũng có vài phần đạo lý, mở miệng kêu một tiếng Đại sư tỷ ta nghe xem nào. Đại sư tỷ, hai người cung kính hành lễ, lập tức hô vang. Ha 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 ha, coi như hai người các ngươi có chút thức thời, theo sát ta đi, tuyệt đối không được để mình tụt lại phía sau. Ba người nhanh chóng đi dọc theo dòng người rộn ràng nhốn nháo, tiến vào khu chợ. Dòng người hai bên đường đều bày bán hàng rong, bên trên có đặt các loại linh thảo, tài liệu luyện khí và linh quả. Tuy nơi này chỉ họp chợ tạm thời, nhưng vẫn có mấy cửa hàng, ngày thường các cửa hàng ấy đều đóng cửa, chỉ có lúc họp chợ mới mở cửa khai trương. Tương Tuyết vừa đi vừa giải thích. Cả ba đi dọc theo dòng người, hướng về phía trung tâm khu chợ, rất nhanh đã gặp được một cửa hàng tên là Bách Thảo Đường. Cửa hàng này do Ngũ Độc môn quản lý chuyên bán ra đang dược linh thảo linh quả linh thực phẩm chất có bảo đảm đương nhiên giá cả sẽ đắt hơn những món đồ trên gánh hàng trong kia một chút nhưng cũng chẳng đắt hơn bao nhiêu nếu hai người các ngươi không có hỏa nhãn kim tinh tốt nhất là vào những cửa hàng có uy tín thế này mà mua tránh bị người ta lừa gạt tương tuyết chỉ vào cửa hàng trước mặt lập tức giới thiệu chẳng lẽ ở nơi này không ai quản lý sao còn để người ta lừa gạt lý thủy lãng kinh ngạc hỏi Hừ. Bị lừa chỉ có thể nói là mình đáng đời thôi. Ai rảnh mà đi quản lý chứ? Tương Tuyết lạnh giọng nói. Ba người bước vào bách thảo đường, trang trí bên trong có chút đơn giản, ngoại trừ trên quầy bày một chút linh dược, không còn vật phẩm gì khác nữa. Một nam tu đang đứng bên quầy, vừa tiễn một vị khách ra khỏi cửa, đã lập tức đi lên nên đón bọn họ. Hoa nghênh ba vị khách quan, xin hỏi các ngươi cần mua cái gì, tử độc tán năm bao, hành khí đang 10 hạt. Tương Tuyết trực tiếp nói. Được rồi, năm bao tử độc tán 150, hành khí đa 500, tổng cộng 650 tiền ngọc. Nam Tu cười tủm tỉm, nhanh nhẹn lấy ra linh dược, đang dược từ trong quầy hàng. Tương Tuyết lấy ra 6 sâu rưỡi tiền ngọc từ trong túi trữ vật, giao cho Nam Tu. Nam Tu kia kiểm đếm một chút, coi như tiền hàng đã thanh toán xong. Được rồi, ta đã hoàn thành chuyện phu nhân dạng dò. Bây giờ, ta qua chỗ tài nguyên đá thượng đẳng ở khúc sông bên kia. Các ngươi tiêu hết tiền ngọc nhớ qua bên đó tìm ta, sau đó chúng ta cùng nhau trở về. Tương Tuyết nói xong đã lập tức đi ra bên ngoài khu chợ. Lão đệ, nếu không chúng ta cứ dứt khoát mua luôn hai bao tử độc tán ngay tại nơi này đi, lương tháng của chúng ta vừa vặn đủ mà. Lý Thủy Lãng dò hỏi. Huynh cứ mua đi, ta đi ra ngoài dạo chơi một lát. Lý Thủy Đạo lắc lắc đầu, sau đó một mình hắn rời đi, từ từ dạo quanh khu chợ, ánh mắt sắc bén nhìn quanh bốn phía, rất nhanh đã tìm được thứ mình nhìn trúng từ trước rồi. Đó là một thanh kiếm. Một thanh kiếm mảnh. Thân kiếm dài chừng một xích, chui kiếm có màu đen bóng, mặt ngoài hiện ra văn lộ phức tạp, phong cách cổ xưa mà tan thương. Vỏ kiếm chỉ dùng duy nhất một khúc gỗ mung tạo thành, trên chui kiếm có tạo hình một đóa hoa sen đen, trông rất sống động. PS, một xích tương đương một phần ba mét tiếp theo lý thủy đạo muốn tu luyện đệ nhị thần thông của con cóc vừa lúc cần một thanh kiếm mảnh nếu có thể đạt được thanh kiếm này hắn có thể luyện ra chiến lược mạnh mẽ chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn lại nói trong hai năm bọn họ học tập tại tu đường đại phu lý thiên lương từng nói đệ nhị thần thông của con cóc chính là thủy tức chi thuật tu sĩ đạt được đồng tham là con cóc chỉ cần trường kỳ ngâm mình trong nước tự nhiên có thể thức tỉnh đệ nhị thần thông của con cóc nhưng con cóc vẫn còn một loại thần thông ẩn tàng mà tu sĩ lý gia vốn không biết điều này suy cho cùng gia tộc lý thị cũng vừa mới gia nhập vào ngũ độc môn đối với độc tu nhất đạo nội tình còn nông cạn căn bản không biết được quá nhiều bí ẩn bên trong lý thủy đạo thông qua đọc những cuốn tạp văn mới biết được một môn thần thông cực kỳ dũng mãnh có tên là bộ phong chi nhãn có điều trong sách cũng không nói nên làm như thế nào mới có thể đạt được bộ phong chi nhãn càng không nói bộ phong chi nhãn này đối ứng với loại đồng tham nào, chỉ vẻn vẹn miêu tả là môn thần thông này vô cùng mạnh mẽ thôi. Nhưng với lượng tri thức khoa học tích lũy được từ tổ tiên của Lý Thủy Đạo, chỉ trong nháy mắt, hắn đã nghĩ tới thiên phú đi săn của con cốc rồi, đó là động thái thị giác. Phải biết rằng, con cốc có thể nhìn thấu được quỷ tích bay của đám ruồi mũi trong đêm khuya u ám, sau đó đánh ra một kích tất sát, toàn bộ đều dựa vào môn công phu giữ nhà này. Đó cũng chính là thần thông ẩn tàng, bộ phong chi nhãn lại nói, theo lẽ thường, đệ nhất thần thông của tu sĩ ngũ độc môn đều là kịch độc thần thông, và ở giai đoạn thông linh cảnh sơ kỳ, hầu như bọn họ đều có thể thức tỉnh đệ nhị thần thông, từ đó tăng trưởng chiến lực của chính mình, chỉ một số rất ít là có thể thức tỉnh đệ tam thần thông ẩn tàng thôi. Tới thông linh cảnh trung kỳ, tu sĩ sinh ra pháp lực, là có thể lợi dụng pháp lực tu hành các loại đạo thuật, không cần thiết phải thông qua cảm ứng đồng tham, thức tỉnh thần thông của đồng tham nữa. Phỏng theo phương pháp luyện tập phi đao để thức tỉnh độc hạt vĩ châm, như vậy muốn đạt được bộ phong chi nhãn đương nhiên phải luyện tập dựa theo thói quen đi săn của con cóc nói cụ thể hơn đó là dùng thứ kiếm thuật bắt chước quá trình con cóc thè lưỡi bắt trùng sau đó luyện tập lặp đi lặp lại cuối cùng sẽ tự nhiên thức tỉnh được thần thông cho nên một thanh thứ kiếm lợi hại chính là thứ mà trước mắt lý thủy đạo đang cần đứng bên ngoài quan sát cũng có thể trông thấy thanh hắc kiếm được bày trên gành hàng rong kia có tư chất bất phàm lý thủy đạo nhìn ở trong mắt nóng ở trong lòng, nhưng hắn vừa định đi lên hỏi giá, đột nhiên một tu sĩ trung niên lại dành trước một bước rồi, đây là kiếm gì? Thoạt nhìn không tồi. Chủ quán kia chậm rãi ngẩng đầu nói, trung phẩm pháp khí hắc liên ma kiếm, định giá 500 linh thạch, chỉ cần đưa đủ, sẽ cho ngươi mang nó đi. Linh thạch, nghe được giá cả này, gương mặt Lý Thủy Đạo lập tức biến sắc đến run rẩy. Nếu giá cả thực sự cao như vậy, thì hiển nhiên hắn ở thời điểm hiện tại tuyệt đối không thể mơ đến thứ này rồi. Phải biết rằng, linh thạch vốn là đồng tiền thông dụng của Thiên Nguyên Tu Tiên Đại Lục. Còn 30 viên tiền ngọc trong tay Lý Thủy Đạo là tiền do Hắc Sơn Ngũ Độc môn phát hành, chỉ có thể lưu thông tại vùng Hắc Sơn này, nếu mang nó đến những địa vực khác, giá trị của tiền ngọc cũng chẳng khác gì giấy lộn bình thường. Mà ở vùng Hắc Sơn, 120 viên tiền ngọc mới đổi được một khối linh thạch 500 khối linh thạch tương đương với 6 vạn tiền ngọc. Vật phẩm là thứ tốt, đương nhiên giá cả cũng không hề rẻ. Lý Thủy Đạo chỉ có thể bất đắc sĩ chuyển ánh mắt nhìn về nơi khác, coi như hắc liên ma kiếm này không thích hợp với mình, không nói đến chuyện nó đắt muốn chết, mấu chốt là nó quá đẹp, hắn cầm thanh kiếm chói mắt như vậy trong tay, thuần túy là muốn chết. Rất nhanh, Lý Thủy Đạo lại nhìn trúng một thanh bảo kiếm khác. Kiếm này ngân quang sáng lạng, phong duệ dị thường ta có thể cầm thử xem không lý thủy đạo dò hỏi xin cứ tự nhiên lái buông nói xong đã xoay người bước đi lý thủy đạo nhắc thanh bảo kiếm nọ lên thoải mái múa may vài lần có cảm giác thanh này hơi nặng tuy một thanh kiếm nặng nề có nghĩa là vật liệu được dùng để tạo nên nó khá rắn chắc nhưng trọng lượng như vậy lại chưa chắc đã thích hợp để hắn tu luyện thần thông thanh kiếm này bao nhiêu tiền một trăm tiền ngọc lái buôn vương một ngón tay lên. Một trăm tiền ngọc. Nó chỉ là một thanh phàm binh mà ngươi vừa mở miệng đã đòi một trăm tiền ngọc rồi. Lý Thủy Đạo lắc đầu. Thanh kiếm này chính là thần binh chém sắc như chém bùn. Tám mươi tiền ngọc, ngươi muốn hay không, không cần, năm mươi tiền ngọc, cũng không cần, vậy ngươi ra giá đi. Lái buôn lập tức la lên. Thanh kiếm này rất nặng, không thích hợp với ta. Lý Thủy Đạo buông kiếm xuống, dứt khoát quay đầu, bước sang quầy hàng khác. Sau đó, hắn lại đi dạo quanh mấy quầy hàng phụ cận, nhưng không có thu hoạch gì, chưa nói đến chuyện giá cả, thuần túy là bản thân thanh kiếm nọ không phù hợp với tâm ý của hắn. Phía trước quầy hàng máu chảy đầm đìa, một đại hán để râu quay nón đang đứng bên cạnh trông coi. Ông chủ, người bán cái gì vậy, không nhìn ra sao? Là máu thịt yêu thú đó. Lái buôn thịt giới thiệu. Thịt này bán thế nào? Khách hàng dò hỏi. Mười tiền ngọc một cân. Loại thịt của ngươi đã ngã màu vàng, linh khí sói mòn gần như cạn, còn dám bán mười tiền ngọc một cân. Bổn tọa không thích mặt cả, thích thì mua, không thì cút. Đại hán lạnh giọng nói. Người vừa hỏi giá biểu môi, chỉ có thể phất tay áo rời đi. Vừa vặn lúc ấy, một thiếu niên chừng 14, 15 tuổi lại đứng ngay trước sạp thịt này. Hắn ngồi xổm xuống dùng ngón tay chọc chọc vào miếng thịt, chợt mở miệng dò hỏi, xin hỏi, đây là thịt vậy, thịt của yêu thú cấp 2 nê long. Đại hán đáp lại, tích chữ như vàng. Lý thủy đạo cẩn thận ngửi một hơi, đúng là có một chút thối, thịt đã biến chất rồi. Nhưng nê long vốn là yêu thú thuộc tính thổ. Thổ sinh kim, kim sinh thủy. Rất thích hợp để hắn sử dụng. Quả thật đã thối rồi, ông chủ, có bớt được một chút hay không? Lý thủy đạo nhăn mặt, hít một hơi hỏi. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Đại hán thấy thái độ của Lý Thủy Đạo không kém, cũng không khó khăn như lúc đối xử với vị khách vừa rồi. Ta muốn mua toàn bộ thịt trên quầy này, 30 tiền ngọc, nếu ngươi đồng ý, ta lập tức đóng gói mua đi. Ý ngươi như thế nào? Lý Thủy Đạo đánh giá khối thịt nê long trên quầy chừng 5 cân, bởi vậy lập tức nói ra toàn bộ tiền trên người mình. Đại hán kia có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lý Thủy Đạo, sau khi trầm ngâm một lát, mới nói, trên người ta vẫn còn một tấm da nê long, phẩm chất ổn, lại khá hoàn hảo, chỉ cần 20 linh thạch. Không, ta chỉ muốn khối thịt này thôi. Lý Thủy Đạo nói. Vậy được, nhưng đúng là khối thịt này đã bốc mùi hư thối, bỏ ra 30 tiền ngọc, ngươi có chút thiệt thòi nha. Nói vậy, có thể làm phiền tiên sinh tặng ta thanh kiếm trúc này không? Lý Thủy Đạo chỉ vào một mảnh trúc được vót nhọn, hình dáng dài mảnh đang đặt trên quầy hàng, hỏi. Ngươi muốn dùng vật ấy làm gì? Đại hán tò mò hỏi. Dùng để làm một thanh kiếm. Lý thủy đạo đáp lại khá chi tiết. Ha ha, kiếm trúc ư, đúng vậy. Lý thủy đạo thành thật nói. Đại hán kia lập tức rút mảnh trúc nọ khỏi khối thịt máu chảy đầm đìa trên sạp, lại dùng ngón tay vuốt đi vết máu còn dính lại trên thanh trúc, nói, vật ấy chính là lăng sơn thanh trúc, do bổn tọa thuận tay vót thành, phẩm chất cứng cỏi dị thường phong duệ vô song nhưng chỉ có thể dùng để cắm thịt căn bản không thể dùng làm binh khí ngươi có biết vì sao không bởi vì ngũ hành kim phá một nếu lấy trúc làm kiếm kể cả một thanh phàm binh cũng có thể chém đứt nó đi lý thủy đạo giải thích ngươi đã biết như vậy vì sao còn muốn lấy trúc một làm kiếm ta chỉ muốn dùng nó để tập luyện kiếm pháp mà thôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện dùng nó để đối địch lý thủy đạo tiếp tục giải thích dùng để luyện kiếm sao nhưng nó rất nhẹ, nếu ngươi muốn luyện kiếm, thì ở giai đoạn này nên dùng trọng kiếm mà tập, dùng một thanh kiếm nhẹ để luyện, không ra thành tựu đâu. Đại hán kia cười nói. Đa tạ tiên sinh dạy bảo, nhưng kiếm trúc vẫn có tác dụng với ta. Thôi được. Nếu ngươi đã muốn vật ấy, ta tặng ngươi cũng không sao. Chỉ thấy bàn tay đang cầm kiếm trúc của đại hán kia, chật rung lên. Thanh kiếm vẽ nên một mảnh kiếm hoa rồi tinh chuẩn chọc xuống toàn bộ phần thịt nê lông trên quầy hàng chiêu thức ấy vô cùng tinh xảo khiến lý thủy đạo nhìn mà hai mắt sáng ngời cứ như vậy hai người trao đổi một tay giao tiền một tay giao hàng hiện giờ tu vi của ngươi còn thấp thân thể yếu đuối có lẽ thanh kiếm trúc này thật sự thích hợp với ngươi đợi về sau lúc tu vi của ngươi ngang bằng với bổn tọa cầm thứ đồ chơi nhẹ hèo này lên căn bản không tìm được một chút cảm giác sử dụng kiếm nào Đa tạ tiên sinh đã nhắc nhở. Lý thủy đạo giữ đúng cấp bậc lễ nghĩa, nói. Đại hán gật gật đầu, sau đó lại lấy một tấm da nê long hoàn chỉnh từ bên trong túi trữ vật ra, bày lên quầy hàng, tiếp tục kiếm mối làm ăn. Kỳ thật thứ vị đại hán này buôn bán vốn không phải là thịt, cũng không phải là da, cả bán chính là yêu đan của yêu thú nê long Hơn nữa, chỉ bán cho người nhìn và hiểu, còn cái gọi là thịt và da kia, chỉ dùng để bày ra bên ngoài thôi một lát sau lý thủy đạo dùng một thanh kiếm trúc đâm xuyên qua mấy khối thịt nê long đã quá hạn cùng lý thủy lãng đi tới đài đá tại khúc công trên con sông nhỏ hội hợp cùng đại sư tỷ tương tuyết tương tuyết nhìn thấy lý thủy đạo khi một đống lớn thịt thối trở về lập tức mở miệng mắng ngươi đúng là đồ ngốc đã bị người ta lừa rồi nếu muốn dùng máu thịt yêu thú làm linh vật để nuôi nấng đồng tham thì nhất định phải dùng máu thịt tươi mới còn thứ thịt thối kiểu này bên trong đã không còn linh khí mất hết giá trị có cho đồng tham ăn cũng không mang tới tác dụng gì đâu ba người tập hợp cùng một chỗ một lần nữa quay về động phủ của kim diện lan quân một đường gió êm sóng lặng chuyện gì cũng không phát sinh chạng vạn ba ngày sau lý thủy lãng móc nửa túi tử độc tán từ trong lòng ra ngoài nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất sau đó một con bò cạp từ bên trong cổ tay áo của gã bò ra bên ngoài trên thân thể con bò cạp này lộ ra màu vàng đậm hai tròng mắt vừa trông thấy linh vật đã không ngừng lóe ra hào quang tự như nó biết vật phẩm huyền diệu dưới đất kia có thể giúp nó thay đổi bản thân trở nên càng thêm cường đại hai cái càng cua của nó nhẹ nhàng cặp một cái trực tiếp xé mở túi tử độc tán hương khí vốn được gói kính bên trong lập tức phát tán ra bên ngoài tràn ngập trong không khí con bò cạp nhỏ thoáng rục rịch tám cái chân nhỏ của nó động lên rất nhanh đã nuốt nửa túi tử độc tán còn thừa vào trong bụng trong nháy mắt Lý Thủy Lãng lập tức cảm nhận được thân thể sau khi hấp thu tử độc tán của nó đã gia tăng thêm một chút cường độ. Con bò cạp vừa nuốt tử độc tán vào trong bụng đã giống như uống rượu say, toàn thân bắt đầu múa may không ngớt, bên trong đôi mắt đen nhánh thâm thúy cũng tản ra một chút hào quang màu xanh lá mỏng manh. Phải biết rằng, tử độc tán chính là linh vật tu hành dùng để nuôi nấng ngũ độc. Ba ngày trước, lúc bọn họ vừa quay về từ khu chợ, con bò cạp nhỏ của gã đã ăn hết nửa túi rồi ba ngày qua đi con bò cạp nhỏ lại ồn ào muốn ăn lý thủy lãng chỉ có thể lấy ra cho nó nhưng hiện giờ thì hết thật rồi nó có đòi cũng chẳng còn nữa đâu hơn nữa tuy tử độc tán là linh vật nhưng lực lượng dự trữ lớn vô cùng nó ăn hết một bao như vậy ít nhất cũng phải nghỉ ngơi tiêu hóa nửa tháng mới xong linh điền phu nhân tần ngọc nga nha hoàng tương tuyết và lục kỳ nhi đang tu luyện bên trong đình viện Tuy ba người này không đổ dồn ánh mắt về phía hai người đang bận rộn trong linh điền, nhưng chỉ dựa vào cảm giác áp bách truyền đến thôi, cũng đủ khiến hai người kia không dám làm mấy chuyện mờ ám rồi. Lúc này, Lý Thủy Lãng đang kéo cái gáo cán dài, bón phân cho phi độc hoa, mà Lý Thủy Đạo lại đi tới gần Lạc Quỳ Thảo, từ xa nhìn lại, có cảm giác hắn đang quan sát tình huống sinh trưởng của Lạc Quỳ Thảo. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo dùng chân nhẹ nhàng gãy gãy một cái, mảnh bùn đất tinh miệng nằm ngay gần khu vực trồng lạc quỳ thảo, lập tức lộ ra một đống thịt thối màu đen, hiển nhiên đó là thịt của yêu thú cấp 2 nê long. Kỳ thật máu thịt của yêu thú cũng là linh vật, nhưng nếu để ngoài không khí trong thời gian quá dài, linh khí sẽ xói mòn, thịt yêu thú cũng không được coi là linh vật nữa. Vào lúc này, tuy đồng tham vẫn có thể ăn được, nhưng ăn thịt thối không thể trợ giúp chúng nó tăng lên tu vi. Ba ngày trước, Lý Thủy Đạo quay về từ khu chợ, lập tức hô to mình mắc mưu bị lừa sau đó nhanh chóng chôn đống thịt thối chẳng đáng năm xu này vào trong linh điền ủ phân tự nhận bản thân mình xui xẻo ba ngày sau hắn dùng chân nhẹ nhàng gãy đống bùn đất bên trên ra hoặc nhìn đống thịt thối bên dưới lớp bùn đất này đã biến thành một đống chất nhầy dinh dính màu đen làm kẻ khác nhìn vào không rét mà run ở phía trên đống thịt thối màu đen đó lại có mười mấy con trùng nhỏ màu trắng ngà đang vui vẻ nhúc nhích đi qua đi lại loại trùng nhỏ này chính là linh trùng thuộc tính kim. Đúng là linh khí ẩn chứa bên trong thịt nê long đã xói mòn, nhưng nói gì thì nói, nó cũng là máu thịt của yêu thú cấp 2, bởi vậy chỉ vẹn vẹn 3 ngày sau, bên trên đã sinh ra trùng. Thật hiển nhiên, máu thịt thuộc tính thổ nhận được linh khí của đám thảo một quỳ tinh bên cạnh tẩm bổ, lại đặt vào trong hệ thống linh điền rộng lớn này, cuối cùng đã tự nhiên sinh ra côn trùng kim thuộc tính. Ngũ hành thổ sinh kim, phải biết rằng, vạn vật trên thế gian này đều tự thành hệ thống, và ở bên trong hệ thống đó, nhất định sẽ có xu hướng đi về phía âm dương cân bằng, ngũ hành tương sinh. Đây là thiên đạo, một con cốc màu ngọc bích lớn bằng nửa bàn tay, nhanh chóng nhảy xuống từ bên trong ống quần rộng lớn của Lý Thủy Đạo, rơi xuống trên chiếc giày vải của hắn. Con cốc màu ngọc bích nọ không ngừng phun ra nuốt vào đầu lưỡi của mình, từng bước mà cắn nuốt những con côn trùng nhỏ hệ kim kia. Ngũ hành kim sinh thủy sau khi con cốc màu ngọc bích kia ăn hết những con côn trùng trên miếng thịt thối, Lý Thủy Đạo lại thản nhiên dùng bùn đất phủ kín bên ngoài. Toàn bộ quá trình này đều lặng yên không một tiếng động, phu nhân không biết, hai nha hoàng không biết, Lý Thủy Lãng cũng không biết. Trong một khu rừng rậm bên ngoài động phủ, Lý Thủy Lãng hít sâu một hơi, từ từ chuyển từ tư thế ngồi xổm sang tư thế đứng lên, sau đó hai tay nắm chặt một hòn đá cứng rắn gã chăm chú nhìn vào một khe hở giữa những gốc cây cối xung quanh, một khi có lá cây rơi xuống, gã sẽ nhanh chóng ra tay. Mấy hô hấp sau, gã chợt bắt gặp một mảnh lá cây từ chỗ sâu trong rừng cây bay xuống. Sư, hòn đá phá không ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua không khí, chuẩn xác bắn vào mảnh lá cây vừa rơi. Để làm được chuyện này không chỉ cần nhãn lực chuẩn xác nhạy bén, càng cần khả năng điều khiển bắt thịt tinh tế nữa. Cứ như vậy, Lý Thủy Lãng đứng trong mảnh rừng nhìn như im lặng này, hòn đá trên tay thường xuyên bắn ra ngoài, xỏ xuyên qua một mảnh lá. Nhưng bóng dáng gã lại có vẻ cực kỳ nhẹ nhàng, giống như hết thảy mọi chuyện đều nắm trong tầm khống chế. Ánh mắt gã trầm tĩnh mà sắc bén, tầm nhìn cực kỳ tỉ mỉ kỹ càng, dường như mỗi một giây mỗi một phút, nhãn lực và thân thủ đều đang tiến bộ. Bóng dáng gã lại giống như con báo săn giữa núi rừng, nhanh nhẹn mà hung mãnh. Độc hạt vĩ hậu châm du long triển phi tiễn. Đợi đến sau này, khi gã có được pháp lực, tiến vào thông linh cảnh trung kỳ, tuyệt đối sẽ là hảo thủ một phương, không còn yếu đuối, mặt người ức hiếp nữa. Ở ngoài rừng cách đó không xa, có một dòng suối nhỏ uống lượng. Lý Thủy Đạo cầm kiếm trúc trên tay đang không ngừng mài nó lên một khối đá bóng loáng. Sau khi mài thật lâu, Lý Thủy Đạo lại đưa thanh kiếm trúc nọ lên trước mắt, quan sát phần lưỡi kiếm gần như trong suốt kia coi như lưỡi kiếm đã đạt yêu cầu, vì vậy, hắn nhanh chóng đứng dậy rời khỏi vị trí nọ, trên đường đi, kiếm trúc được hắn cầm trong tay, nhẹ nhàng xẹt qua một mảnh lá cây gần đó, chỉ thấy mảnh lá cây kia dễ dàng bị nó chém thành hai nửa, vết cách chỉnh tề, sắc bén. Đúng là kiếm trúc rất sắc bén, nhưng bản thân nó lại quá mức nhẹ và giòn, cũng chỉ có thể làm một món đồ chơi thôi. Đang lúc hoàng hôn, tại sân của Lý Thị Huynh Đệ, trong viện có một cái vạ đá thật lớn bên trong vại đá có nước động và đương nhiên đã có nước động kiểu gì cũng sinh ra ruồi mũi lúc này đám ruồi mũi đang ung dung bay múa trên vại đá đột nhiên mặt nước trên vại đá lại phản chiếu bóng dáng một nam tử cổ tay người nọ vừa lật cây kiếm trúc trong tay đang ổn định chém ra một kiếm về phía trước mỗi một lần kiếm chém ra đều mau lẹ như gió từng động tác rơi xuống như mưa nhìn như nhẹ nhàng mà cực kỳ hung ác tốc độ kiếm phong cực nhanh nếu dùng mắt thường rất khó phân biệt được mỗi một lần người nọ xuất kiếm đều có thể lưu lại một luồng bóng kiếm in trên mặt nước ngày qua ngày khổ luyện không ngừng nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha